ta nắm da mặt làm cách nào cho hết. Mặc dù đàn ông làn da có độ dày cao hơn nữ giới rất nhiều, song đàn ông cũng có thể bị nám da mặt tấn công. Nghiên cứu cho thấy đa số nam giới bị nám da mặt vì những lý do như sau: do gặp nhiều áp lực trong công việc, do tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời mà không có biện pháp bảo vệ thích hợp, do di truyền, do suy giảm nội tiết tố nam, do ảnh hưởng của thuốc điều trị bệnh, do cạo râu không đúng cách. Theo thống kê hiện nay có khoảng 15% nam giới bị nám da mặt. Tuy nhiên hầu hết các quý ông đều không bận tâm tìm cách chữa trị cho đến khi chúng đã phát triển khá nặng gây mất thẩm mỹ cho da mặt. Để loại bỏ nám, các quý ông cũng có rất nhiều sự lựa chọn như đắp mặt nạ tự nhiên, dùng kem thuốc trị nám hay áp dụng công nghệ cao để rút ngắn thời gian điều trị. Dưới đây là một vài gợi ý hữu ích cho phái mạnh. 1. Trị nám da mặt ở đàn ông bằng mặt nạ thiên nhiên. Sử dụng mặt nạ tự nhiên là phương pháp trị nám tại nhà thích hợp cho nam giới bị nám nhẹ, chân nám nông hoặc mới bị nám. Khi áp dụng cách này, các chàng nên nhớ phải thật kiên trì và chăm chỉ thực hiện thường xuyên thì mới có hiệu quả tốt nhé. Bạn có thể tham khảo một số loại mặt nạ dưới đây. Đắp trị nám từ chanh, lấy 2 thìa mật ong cộng vài giọt chanh tươi trộn đều với nhau, thoa hỗn hợp lên khu vực da bị nám, mỗi tuần thực hiện 3 lần. Mặt nạ rượu gạo, chuẩn bị hỗn hợp gồm 3 thìa rượu gạo cộng 1 thìa bột cà phê cộng 1 thìa mật ong, trộn đều hỗn hợp và thoa lên da mặt 20 phút, nên đắp mặt nạ này 2-3 lần một tuần. Dùng mướp đắng trị nám da mặt cho đàn ông, chuẩn bị 1/2 trái mướp đắng cộng 1/2 trái dưa leo, xay nhuyễn hỗn hợp và đắp lên da 3 lần mỗi tuần. Mỗi lần đắp mặt nạ 20-30 phút rồi rửa lại với nước ấm. Lưu ý, trước khi đắp mặt nạ trị nám các chàng nên rửa sạch mặt, sau đó thấm khô da mặt để các dưỡng chất có thể thẩm thấu vào da tốt hơn nhé. 2. Dùng kem thuốc trị nám. Thực tế cho thấy rất ít nam giới có đủ kiên nhẫn để đắp mặt nạ trị nám cho đến khi thấy được kết quả. Do vậy nhiều người có xu hướng tìm đến các loại thuốc trị nám nhiều hơn. Chúng tôi xin giới thiệu bộ kem hoàng kim kem đặc trị nám và tàn nhang dành cho cả nam và nữ, phụ nữ mang thai và sau sinh đầy an toàn. Bộ kem hoàng kim hồng kim đặc trị các vết nám mảng, nám cháy nắng, nám chân sầu, nám da nội tiết. Chỉ cần bôi ngày 2 lần da mặt của bạn sẽ trắng sáng trông thấy hơn. Chúng ta cùng tìm hiểu về bộ kem trị nám da hoàng kim nhé. Xuất xứ 100% từ Hồng Kông, sản xuất theo công nghệ tiên tiến từ các loại nguyên liệu như kim tự thảo, bột ngọc trai, bạc chỉ, ngọc trúc giúp làm trắng mịn, tinh dầu cây lô hội, tảo biển, sa tăng, vitamin E giúp làm trắng da, giữ ẩm cho da, chống các nếp nhăn, cải tạo những lỗ chân lông lớn, tẩy sạch những vết nám da, mụn, nám mảng, nám đen do cháy nắng lâu ngày. Ngoài ra sản phẩm còn có tác dụng chống sự tái sinh của các vết nám. Các hạt chống nắng có khả năng chống lại được tia tử ngoại mang lại cho bạn làn da trắng, mềm mịn, sạch mụn trứng cá và vải mềm. Bụng gồm có 1. Kem dưỡng trắng da giữ ẩm ban ngày 20g. Sản phẩm được điều chế từ các loại nguyên liệu như kem trồng thảo, bột chân châu, bạc chỉ, thuốc phụ da, kem phun, mặt chất, chất làm trắng da hiệu cảnh vi siêu, tinh dầu cây lô hội, hạt giữ ẩm. Sản phẩm có tác dụng làm trắng da, giữ ẩm cho da, chống các nếp nhăn, cải tạo những lỗ chân lông lớn. Ngoài ra sản phẩm còn có tác dụng chống sự tái sinh của các vết nám, giúp thay đổi tố chất da khiến da trắng hơn, giữ ẩm tốt hơn. 2. Kem nền trang điểm chống nắng bột chân châu 20g. Sản phẩm có chất tăng trắng tự nhiên và kích thích tố năng dưỡng được điều chế từ thảo dược. Do có sự phối hợp của chất kháng khuẩn, chất thiêu dương và nhiều vitamin khác nên sản phẩm có khả năng làm trắng 2 tầng, có thể trực tiếp phân giải, tiêu trừ những vết nám, tàn nhang, những đặc biệt hình thành do sự lây nhiễm của vi khuẩn. Không những vậy, sản phẩm còn có thể thẩm thấu sâu vào bên trong da để ngăn ngừa sự hình thành của sắc tố đen. Sản phẩm có tác dụng chống nắng, có khả năng chống lại tia tử ngoại, UVA, giúp cho da giữ được vẻ trắng mềm kể cả khi bạn đi dã ngoại với bạn bè. 3. Kem làm trắng da chống nắng ban đêm 20g. Sản phẩm được điều chế bằng phương pháp đặc biệt từ các loại nguyên liệu như nhân sâm, đương quyên, chân châu, hồng quả cam, tàn hồng hoa, bạc cập, bạc phụ tử, cánh hoa, cam thảo. Sản phẩm có tác dụng nhanh chóng tẩy sạch các vết nám, mụn, đốm thâm, tàn nhang, vết nám da tuổi già, vết sẹo, vết đen do cháy nắng lâu ngày.
sử dụng sản phẩm da này sẽ giúp bạn có làn da trắng mềm và sáng tự nhiên. Phương chất hoa hồng xe thuốc mũi thanh long 40ml. Với thành phần chủ yếu, hydrolux hoa hồng nuôi dưỡng, bảo vệ tế bào, cung cấp độ ẩm cho da và giảm ngứa qua các kích ứng. Hyaluronic acid giúp dưỡng ẩm da trong thời gian dài và giúp tái tạo tế bào mới. Tinh dầu hoa hồng Bungaji có công dụng làm mờ các vết thâm, đồng thời xe thuốc mũi thanh long và giảm nếp nhăn trên da, là sản phẩm xuất sắc về chăm sóc da. 5. Sữa rửa mặt trắng da sạch nền 100g. Da được điều chế từ hơn 10 loại thảo dược quý hiếm với những phương pháp chế biến bí truyền về làm đẹp thời cổ đại trên những dây chuyền công nghệ tiên tiến nhất, nên sản phẩm có khả năng thẩm thấu sâu vào bên trong da để làm sạch, hóa giải những vết nám, có tác dụng tích cực trong việc thay đổi chất da, giúp da trắng sáng, đều màu da, mềm mại và sáng tự nhiên. Sử dụng sáng 1. Sữa rửa mặt 2. Tinh chất hoa hồng 3. Thêm dưỡng trắng da ban ngày 3. Thêm trang điểm chống nắng tối 1. Sữa rửa mặt 2. Tinh chất hoa hồng 3. Thêm làm trắng da, chống nắng ban đêm. Sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, cũng như nguyên liệu của Hoa An Toàn. Sản phẩm đã được kiểm an toàn và là một trong những dòng sản phẩm được các chị em bên đó yêu thích và sử dụng rất nhiều. Lưu ý 1. Trước khi sử dụng sản phẩm, thoa ít kem vào bên trong cánh tay hoặc sau tay. Nếu không có hiện tượng sưng lên sau 24 tiếng thì có thể sử dụng. 2. Một số người có thể bị ngứa nhẹ, ửng đỏ lên sau khi sử dụng sản phẩm. Đó là hiện tượng bình thường, sẽ khôi phục sau 1 tuần. 3. Khi sử dụng sản phẩm nên ăn ít đồ cay, hạn chế uống cà phê, cố gắng ít phơi nắng. 4. Cẩn thận dùng cho người từng bị dị ứng hoặc có da nhạy cảm hay da quá mỏng. 5. Bảo quản sản phẩm nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng. Trực tiếp. Mọi chi tiết liên hệ hotline 01659 447 339 để được tư vấn cụ thể.